sáng ngày 25 tháng 4, Đảng ủy phường quán chữ sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới sự có đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, cùng dự có đồng chí Trần Di Tưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban dân vận Quận ủy, với quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 9 đề ra, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy phường quán chữ tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh đảng ủy phường tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với đề bài học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng xây dựng chỉnh đốn đảng, việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm đảm bảo đúng quy định. Năm 2021-2022 đảng bộ phường hoàn thành tốt nhiệm vụ thành lập hai tổ chức đảng, hai chi đoàn thanh niên, phát triển bảy đảng viên theo tinh thần nghị quyết 28 của ban thường vụ thành ủy. Công tác vận động quần chúng có nhiều đổi mới. Đảng bộ phường đã hoàn thành 16 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 9 đề ra, trong đó có 2 chỉ tiêu về thu ngân sách và tổ dân phố văn hóa cấp quận, hoàn thành vượt Giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng tăng bình quân 12% một năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 17% một năm, địa bàn phường còn 6 hộ nghèo theo tiêu chí mới. Hội nghị thống nhất điều chỉnh một chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng và một chỉ tiêu về lĩnh vực văn hóa xã hội. Cụ thể, hàng năm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu quận giao về kết nạp đảng viên, 90 đến 100% tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa cấp quận. 14 chỉ tiêu còn lại vẫn giữ nguyên theo nghị quyết đại hội Đảng bộ phường lần thứ 9 đề ra. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận ghi nhận những kết quả đã đạt được của Đảng bộ phường Quán Chữ trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 9 nhiệm kỳ 2020-2025. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận đề nghị phường xác định xây dựng khối đại đoàn kết là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả, ra soát lại tất cả các chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 9 đề ra trong công tác xây dựng đảng chú trọng công tác chính trị tư tưởng tuyên truyền vận động quần chúng về lĩnh vực phát triển kinh tế tập trung và ra soát các chỉ tiêu về thực hiện tốt công tác thu ngân sách tại địa phương